lắm. Tết xong rồi giờ lại về đi chơi. Năm nào chả thế, năm nay mùng mấy rồi biết không? Năm nay mùng năm rồi, nay mùng năm, năm 6-7 là ngày của Đà Lạt. Mình nói nghe nè, đây là mình từ sáng mai mình về tới nay mình đi chơi thấy Đà Lạt đi, dễ dịp có dịp đi, dễ không vội vàng đi học gì đúng không? Như như ở trên gì á mẹ, mình đồi xuống dưới. Mình còn nhiều chỗ mình chưa đi nè. Bây giờ đi đi xe nhà, ví dụ lúc mình đi xe ngoài đâu có gì mà đi đâu. Mày mua không có tiền, mày mua là không có tiền luôn. Ấy là không thì mình đã lại đây là tốn cái tiền khách sạn tới nay nữa thôi, bữa nay đồng đêm nữa thôi, 2400 nữa thôi. Giờ con còn 94. Còn mình đi chơi thì cũng đâu có tốn tiền lắm đâu, chủ yếu tham quan thôi. Bây giờ là 500 á, có 400 đâu.
nếu mà con bỏ tiền ra nữa là con còn có đúng 500 rồi đó. Mua đồ, mua đạc thì... Để dưới mẹ lo. Chị chưa? Chị để nhận tiền cho chị thôi. Mua đồ cho chị thôi. Xuống đồi đúng không? Mình là đi đường VIP luôn, đi đường đồi thông, đâm thẳng đồi thông luôn. Đi đồi thông hai bộ nè, đi dinh Bảo Đại nè, luôn đi nhiều thứ lắm, thẳng tiện đi luôn đi. Bảo Tàng quá. Đó. Muốn đi Đại Nam quá. Giờ đi Đại Nam. Bảo Tàng cũng được. Dạ, để đường nước đi chỗ Agoda mà thôi. Về cũng về cũng ở nhà chứ làm gì đâu, về ở không chứ ở nhà, về chơi không chứ có làm gì đâu, có gọi học.